Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hương Tết quê nhà. Nhân dịp năm mới, Quang Liệt thay mặt cho ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị thật nhiều may mắn, nhiều niềm vui và luôn thành công trong mọi công việc. Quý vị và các bạn thân mến, theo như tập quán của người Việt, thì trong những ngày xuân về sẽ không thể thiếu khay kẹo mứt để tiếp đại khách đến chúc Tết đầu năm. Bởi vì đây là những hương vị ngọt ngào như cầu chúc cho mọi người được yên vui hạnh phúc, được cát tường viên mãn. Nhưng với cuộc sống tất bật như hiện nay, đặc biệt là các gia đình nơi chốn thị thành đã không còn sử dụng nhiều loại mứt Tết truyền thống như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là các loại bánh kẹo hiện đại với nhiều mẫu mã đa dạng. Do đó mà hương vị Tết xưa cũng đã bị phai dần theo thời gian. Chính vì thế, chương trình ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng tìm hiểu về ký ức ở những miền quê, nơi còn lưu giữ truyền thống sền mứt dừa để ăn trong 3 ngày Tết. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Mỗi khi Tết đến xuân về, không khí ở các khu chợ lại càng nhộn nhịp, rộn ràng hơn bao giờ hết. Những gian hàng kẹo mứt lại đầy ắp với nhiều chủng loại trông thật bắt mắt, đẹp xinh. Ngày nay với cuộc sống tất bật, hối hả, nên các gia đình ở chốn thị thành, ai nấy cũng đều tìm mua sẵn các loại kẹo mứt về ăn Tết, cho được tiện lợi, nhanh chóng. Chính vì thế mà cũng mất đi một phần không khí Tết đầm ấm, vui tươi như những gia đình ở chốn thôn quê. Bởi vì nơi đây vẫn còn lưu giữ truyền thống làm các loại mứt để ăn trong 3 ngày Tết. Trong đó, mứt dừa là biểu trưng cho hương Tết của quê nhà. Vì hình ảnh cùng quay quần để sên mứt dừa Tết đã trở thành một nét đẹp bao đời nay, góp phần làm rạng ngời hương sắc của ngày xuân. Vào những ngày cuối năm, ngoài việc chuẩn bị tươm tất mọi thứ trong nhà để bắt đầu vui đón Tết, thì những người phụ nữ nơi miền quê dân dã vẫn còn mang thêm trọng trách của mình là phải sên món mứt dừa cho thật thơm ngon. Cũng bởi món mứt này luôn được mọi người nơi đây ưa thích. Và đây được xem là món mứt quý để tiếp đãi khách đến chơi nhà chúc Tết đầu năm. Bởi vậy mà khi ánh mặt trời vừa lên ban sớm, là những người phụ nữ miền Tây lại hối hả ra sau vườn để kiếm cho được mấy trái dừa vô làm mứt. Cũng theo kinh nghiệm mỗi năm đều làm loại mứt này, nên ai nấy ở quê cũng sẽ chọn được ngay những quầy dừa thật là phù hợp. Thay đơn giản vậy đó, chứ người không có kinh nghiệm cũng sẽ chẳng tìm ra. Vì những cây dừa rất cao, làm sao biết đâu là trái dừa còn non hay đã rám. Bởi vì muốn làm món mứt dừa cho ngon thì đòi hỏi trái dừa phải vừa mới rám, cơm dừa phải còn độ mềm dẻo, chứ cứng quá thì sên mứt cũng bị mất ngon. Cũng tại ở dưới quê ai cũng chuộng ăn mứt dừa hơn nhiều loại mứt khác, vì thế nhà nào cũng chuẩn bị cả chục dừa để mà làm mứt. Với lại tính cách phóng khoáng của người miền Tây mà, đã làm thì phải làm một lần ăn cho nó đã. Chứ ngày thường cũng ít có dịp để sên món mứt này ăn. Trông thấy dừa nhiều nên ở trong nhà, hễ ai rảnh là cùng ngồi với nhau để mà làm mứt. Có khi hàng xóm láng giềng cũng qua phụ dần công. Món mứt dừa này thay vậy chứ làm mất nhiều thời gian dữ lắm. Chỉ việc nại cơm dừa cho tróc ra khỏi gáo mà vẫn còn nguyên vẹn một miếng to thì đã là điều khó đối với những ai chẳng mấy khéo tay. Vậy đó mà các chị các dì làm thế nhanh gọn làm sao, trông từng miếng dừa lấy ra thật là đẹp mắt. Nếu khâu nại cơm dừa đòi hỏi cần nhiều khéo léo, thì việc bào dừa ra thành sợi lại càng phải tỉ mỉ nhiều hơn. Bởi vì nếu muốn mứt dừa được đẹp mắt, thì dừa phải bào sao cho sợi được dài, chứ bào mà bị đứt gãy thành từng sợi ngắn, khi sên mứt sẽ bị dụng, cũng sẽ mất ngon. Rồi mấy chị mấy dì cũng bảo nhau, tìm cây dao bào phải làm sao cho khít để bào dừa được mỏng, chứ dày quá lại khó ăn. Thấy cả chục dừa vậy đó, chứ tụm ba tụm bảy lại cùng làm rồi tám chuyện vui cười một lát là xong lúc nào cũng không biết nữa. Hễ dừa mà được bào xong là đem đi rửa liền với nước nhiều lần, chứ rửa mà không sạch thì mứt dễ bị hôi dầu, để chẳng có được lâu. Ừ,
Nếu muốn mứt dừa được ngon thì phải cho đường cát vào trộn đều lên, rồi để đó cho đến khi đường tan hết thì mới đem sên, chứ đừng nên nóng vội. Bởi vì như vậy, dừa mới được thấm đường, sên mứt sẽ dẻo ngon dữ lắm. Với lại, phụ nữ ở quê cũng rộng tay, cho đường hơi nhiều một chút để cho mứt được dễ sên. Chứ mứt dừa mà sên thiếu đường là không bao giờ được ngon và đẹp mắt. Nói chứ để đường tan hết thì phải gần cả nửa ngày chứ đâu có ít. Rồi đến công đoạn sên thì lại chẳng có được nhanh. Nhìn thấy thì đơn giản vậy đó, chứ có làm qua món mứt này rồi thì mới biết cái khó của nó. Sên mứt dừa là đâu có được yên tay, phải giữ lửa cháy dừa không quá lớn, cho nước đường từ từ cạn xuống. Bởi vậy mà tay ai cũng cứ đảo đều, đâu có dám buông để nghỉ, sợ mứt dừa bị khét sẽ uổng công. Đã vậy mà lúc về chiều trời lại càng oi ả, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhã, thêm hơi nóng của bếp lò cũng đâu có vừa chi. Vậy đó mà mấy chị mấy dì cứ ráng quyết tâm ngồi cả tiếng đồng hồ để mà chăm chút chảo mứt. Nhìn thấy ban đầu chảo mứt toàn là màu trắng tinh khôi, vậy đó chứ đến lúc đường gần cạn là lại tiến hành nhuộm màu cho mứt được xinh tươi. Ở quê mà ai cũng chuộng màu tự nhiên từ rau củ, chứ ít khi sử dụng màu công nghiệp. Vì các dì các mẹ cũng sợ không tốt cho sức khỏe của gia đình trong những ngày xuân. Mà cũng chẳng có màu sắc gì quá đặc biệt, chỉ là những màu thường thấy của mứt dừa ở các vùng quê, như màu xanh được xay từ lá dứa. Tuy màu này không đậm, nhưng được cái có mùi thơm rất là dễ chịu, ai ăn cũng đều ưa thích. Rồi pha cho mứt có thêm chút màu hồng được lấy từ nước củ dền, chứ nào có tìm kiếm chi khó khăn. Quay qua quay lại, tuy có đôi phần khó cực, nhưng cuối cùng thì món mứt cũng đã làm xong. Rồi lại trong thành quả của mình, ai nấy cũng mừng vui hớn hở mà thủ thỉ với nhau rằng chắc năm nay gia đình làm ăn khấm khá, giống như chảo mứt dừa quá đẹp mắt lại thơm ngon. Thế là ngày Tết cũng thật vuông tròn khi gia đình tụ họp sum về bên dĩa mứt. Tuy có nhiều loại kẹo mứt ở trên bàn vậy đó, chứ một dĩa mứt dừa to rồi chốc lát cũng sẽ vơi đi. Bởi những miếng mứt dừa cứ luôn được đưa mời, ăn mãi miết cùng tiếng cười đầm ấm. Vậy là nơi thôn quê đã có một mùa xuân nồng thắm, đầy ắp thân tình với món mứt dừa quê hương. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quang Liệt chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cuối lời cũng không quên kính chúc quý vị và các bạn thưởng thức một mùa xuân an lành hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.